Theo Bộ Tài chính, thì giá của 67 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi đã giảm thêm sau khi loại bỏ chi phí quảng cáo theo quy định và rà soát lại. Sau khi các doanh nghiệp loại bỏ chi phí quảng cáo theo quy định, giá sữa của 67 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi giảm thêm 0,4-4%. đến 4%. Trong một báo cáo mới đây của Bộ Công Thương, giá sữa tại thị trường thế giới trong tháng 12 năm 2015 có xu hướng giảm so với tháng trước. Trong khi đó, New Zealand tiếp tục là thị trường cung cấp sữa và sản phẩm sữa nhiều nhất cho Việt Nam, với tỷ trọng là 25,2%, tiếp đến là Hoa Kỳ với tỷ trọng 15,4%, Singapore 93,7%. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2015, đàn bò sữa cả nước có hơn 275.000 con, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Bộ Công Thương, trong tháng tới, sản lượng sữa sẽ giảm do thời vụ và do đó giá nguyên liệu sữa có thể nhích tăng.